Vâng, xin chào bạn. Hôm nay mình có lang thang ở trên mạng thì có tìm được một clip mà khá là hay và mình thấy test thấy tính năng rất là thú vị thì mình chia sẻ lại cho anh em. Clip này có tên lệnh là CDK và CDK nhưng mình cũng chưa rõ được là tên chức năng là gì đúng không ạ? Thì cái lệnh này chức năng nó là chia nhỏ dòng DIM. Thì clip này mình có lên trên diễn đàn Kết Việt và mình thấy của hình như là của anh Kết Xù hay là anh Quốc Việt gì đó. Một trong hai anh đã chia sẻ clip này. Thì hôm nay mình sẽ share cho bạn và mình sẽ thực hành luôn là review xem là cái chức năng nó như thế nào. Ở đây mình ví dụ mình đang có một bản vẽ như này đúng không ạ? Mình mua đoạn này ra. Mình mượn tạm một cái dim. Cái là 4580 đúng không ạ? Đấy thì mình sẽ kéo cái clip clip CDK này kéo vào trong AutoCAD. Các bạn kéo thả trực tiếp vào để load được chưa, hoặc là các bạn có thể gọi lại AP để chưa upload cho cái truyền thống. Thế thì ở đây mình có clip này rồi thì mình gõ lệnh là CDK để chưa, lệnh này là clip chia nhỏ dim. Đây chia nhỏ dim thì bạn để thấy ok một cô gái rất là nóng bỏng được chưa, nhưng mà cái này là một cái mình không muốn nhấn mạnh vào cho các bạn để ý cái khác cơ, đó là cái clip dim ở đây. Ví dụ cái dim của ta là có L1 đúng không ạ? Thì khi người ta chọn vào tính năng ở bên trên này, ở đây nó có hai phân vùng. Được chưa? Bạn thấy hai phân vùng. Phân vùng số 1 và phân vùng số 2 tương ứng với hai tính năng, được chưa? Chia nhỏ theo kiểu L1 trên 4 này, trên 2 và trên 4 này. Hay kiểu số 2 là L2 trên 6 này. Được chưa? 2 L2 trên 3 này và L2 trên 6. Thế thì mình sẽ test thử nào. Tính năng thứ nhất thì bạn sẽ kích vào đây để chọn tính năng thứ nhất, bạn tích vào cái dim có sẵn ở đây. Cách được chưa? Thì nó cho ta gì? Có phải chia 3 đúng không ạ? Và đoạn này là x này, được chưa ạ? Đoạn này bằng 2x này, được chưa ạ? Và đoạn này bằng x. Đấy. Chia ra. Người ta được tính năng này. Ok. Đấy, tiếp theo là mình Ctrl Z lại này. CDK, lệnh là CDK bạn nhập vào bàn phím nhé. Chọn tính năng thứ hai đối với áp dụng đoạn này thì nó sẽ chia nhỏ chúng ta được là gì? L2 trên 6, 2 L2 trên 3 được chưa? Và L2 trên 6. Tương như vậy luôn. Bạn tiếp tục sử dụng nữa thì nó sẽ là gì? Ra được kết quả tương ứng được chưa? Đây là cái chức năng của clip này cũng rất là hay. Được chưa? Thế thì cái này cái bảng này các bạn thấy là chúng ta có thể co kéo được đúng không ạ? Kéo di chuyển được và có một cái hay nữa là ví dụ bạn đang làm việc mà bản vẽ đang vướng ở trên không gian này mà bạn thấy cái bảng này nó hơi bị chiếm diện tích đúng không ạ? Thế thì bạn có thể là kéo cái bảng này tại vị trí vào góc này chẳng hạn. Đó, vị trí vào góc này. Thế sau đó bạn tắt đi thì lần sau nếu các bạn mà muốn 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 bấm ấy. Bây giờ muốn bấm là CDK này thì nó sẽ lưu cái vị trí này cho chúng ta lại, được chưa? Thì nó sẽ nằm luôn ở góc này chứ nó không hiện ra giữa nữa để chúng ta phải mất thời gian kéo. Đấy, thì cái clip này nó có tính năng lưu lại vị trí trước đó. Nó rất là hay đúng không ạ? Đây mình test lại một lần nữa này, chia clip này, chia cái dim này ra này. Đó. Ok. Mình DLI đi loại đoạn gốc này. Đúng ạ. MA. Đó. Vậy là các bạn đã được khám phá về cái tính năng của clip này rồi. Ok, bạn nào mà muốn trải nghiệm cái clip này và download về và sử dụng vào công việc của mình thì hãy tải ở dưới link mô tả dưới video, mình sẽ để đó để các bạn download về. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.